Hello, ngoài đường biết đã có mặt ở sân vận động Quy Nhơn và một chút nữa thì trận đấu đầu tiên của cúp Hoàng đế Quang Trung giữa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và BKMX Bình Dương sẽ diễn ra. Và vào lúc 18:30 sẽ đến lượt trận đấu giữa chủ nhà Tourmaline Bình Định cùng với SHB Đà Nẵng. Mình đang đeo khẩu trang cho nên là lúc mà nói chuyện thì nghe nó rất là khó khăn. Nên là mong anh chị em sẽ thông cảm. Bây giờ thì mình sẽ đi vào trong xem có gì thú vị hay không ở trong sân Quy Nhơn nha. Let's go. Ở phía trên kia, ở phía này chính là khu vực nhà ở của các cầu thủ Tourmaline Bình Định. Thì họ đang ở phía trên kia. Lúc nãy mấy anh em cũng thấy mình đến và gọi trêu chọc. Một chút nữa thì họ mới ra sân để thi đấu. Bây giờ thì đi vào trong đó. Bây giờ là mấy giờ rồi? Chuẩn bị 4 giờ rồi, cũng sắp đến giờ thi đấu của Hoàng Anh Gia Lai. Hello anh. Đã thấy tiếng trống rồi. Sức sống đã quay trở lại với thành phố Quy Nhơn và bóng đá cũng vậy. Ở đây rồi, đây là các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai thì họ đang khởi động. Hello em. Mình sẽ đứng ở phía sau đi. Các cầu thủ rất cao lớn. Thật sự là các ngoại binh là cao vượt trội hơn rất là nhiều so với các cầu thủ nội. Các trọng tài thì đang kiểm tra tên, số áo cũng như là kiểm tra giày của các cầu thủ trước khi mà bước vào trận đấu. Ở trận đấu này thì huấn luyện viên Katisak sử dụng Randall cũng như là Mauricio từ đầu. Trong khi đó thì tân binh mới nhất của họ đó là Jefferson Baiano thì ngồi dự bị. Ok rồi, bây giờ thì mình đi ra ngoài sân trước đi đã. Hello em, hello em. Hello anh. Katisak và Kesley. Đây là các thành viên của ban huấn luyện câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng như là các cầu thủ sẽ ngồi dự bị ở trận đấu ngày hôm nay. Có thể thấy là Jefferson Baiano, A Hoàng, Tiêu Ích San, Lê Văn Trường. Có một số cầu thủ trẻ nữa thì thực sự là mình không biết tên. Hy vọng là thời gian tới thì sẽ bắt đầu làm quen với các em. Ở đây có cả Gia Huy. Gia Huy đang ngồi. Đây mình đang zoom lại. Giải bóng đá Cúp Hoàng đế Quang Trung năm 2022. Nhiệt liệt chào mừng hai đội bóng BKMX Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai. Chúng tôi xin kính mời quý vị đại biểu, quý vị khán giả, các đội bóng và toàn bộ các khách mời đứng lên làm lễ chào cờ. Để thì tôi dọn tôi xin nói giới thiệu đội bóng hai đội như sau: đội BKMX Bình Dương đội quân chinh phục áo xám đấu ông Thái Bình Đoàn với trọng tài ông Lê Quốc Anh. Huấn luyện viên Katisak trao đổi với các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai trước trận đấu. Thank you.
Như vậy là đội mang áo số 30 Ronaldo dos Santos của đội Anderlei đã có bàn thắng sau hàng số trận đấu đối thủ này. Anderlei 1, Bergamo Bình Dương 1. Sắp vừa mới ra dấu kiểm tra mức độ chấn thương của Jefferson Baiano. Ông khá là lo lắng. Tuy nhiên là sau đó thì bác sĩ Đồng Xuân Lâm cũng đã ra dấu về việc Jefferson Baiano hoàn toàn ổn.
rất may, rất may. Có lẽ là trong thời gian tới đây thì Jefferson Bino sẽ được rút ra sân để nghỉ dưỡng sức. Sân tiêu chuẩn bị được huấn luyện viên kia tia sắp tung vào sân. Tại vì anh em V8 ở đây. Đấy, đủ tất cả luôn thì V8 đều rất là nguy hiểm. Từ rất xa của các cầu thủ và một lần nữa, tương đối thành công của Bình Dương. Không tuyệt vời. Cơ hội dành cho các cầu thủ V8 Bình Dương. Đúng không? Không vào. Tuấn Anh là người đá xuất sắc hơn trong quả bóng vừa rồi. Tình huống mà tiền vệ trẻ tấn công không phải là vì duy nào đã có mặt. Tiến hành buổi khai mạc giải bóng đá cúp hồn để Quang Trung năm 2022.